Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng là các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ đề cập đến một chủ đề mà có lẽ nhiều bạn thắc mắc từ lâu và dù đã tìm hiểu nhiều nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đó chính là mối liên hệ giữa rồng, một sinh vật thần thoại và khủng long, hay nói chính xác hơn là khủng long phi điểu, những sinh vật đã tuyệt chủng 66 triệu năm trước sau sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận. Có lẽ không chỉ một lần mà phải nhiều lần, các bạn đã nghe một lời khẳng định rằng hình tượng loài rồng chính là xuất phát từ hình dung của con người sau khi bắt gặp những chiếc xương hóa thạch của khủng long. Những nét tương đồng giữa ngoại hình của rồng ở cả phương Tây lẫn phương Đông dễ dàng khiến cho sự liên tưởng này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng phải khủng long có nghĩa là những con rồng khủng khiếp sao? Đâu phải ngẫu nhiên mà người ta gọi những con bò sát tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước là khủng long đúng không nào? Vậy thì thực hư của câu chuyện này là gì? Có thật khủng long chính là nguyên mẫu của hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông lẫn phương Tây hay không? Ngày hôm nay mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu thật kỹ càng chủ đề này nhé. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên chúng ta hãy làm rõ một chút về khái niệm rồng trong ngữ cảnh của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Trên thực tế thì rồng như chúng ta biết ở Việt Nam là một hình tượng văn hóa phổ biến trong các nước thuộc khối văn hóa Đông Á, vốn chịu sự ảnh hưởng lớn của nền văn minh Trung Quốc, gồm có Việt Nam chúng ta, Trung Quốc, Nhật Bản và cả Hàn Quốc. Tuy có sự khác biệt đôi chút giữa các nước, giữa các giai đoạn lịch sử nhưng nhìn chung, rồng là một sinh vật có mình dài như rắn nhưng vẫn có chân, thân thường có vảy, miệng giống cá sấu, đầu có sừng và bờm, không có cánh nhưng lại bay vèo vèo uốn lượn đủ kiểu. Rồng được xem giống như thần linh, có sức mạnh phi thường và thường đem đến điều tốt lành, chẳng hạn như mưa thuận gió hòa. Trên thế giới thì rồng của các nước Đông Á thường được so sánh với rồng của các nước phương Tây. Trái với tính thần linh của rồng Đông Á thì rồng phương Tây lại được xem như một con quái vật đáng sợ, có cánh như rơi và biết phun lửa. Kịch bản gặp rồng khá phổ biến mà chúng ta thường đọc trong truyện cổ phương Tây là khi những anh hiệp sĩ có máu liều ăn nhiều lên đường giải cứu các cô công chúa xinh đẹp đang bị giam giữ trong một tòa tháp có rồng canh. Hoặc là rồng sẽ canh giữ những kho báu kích xù để cản trở các hiệp sĩ đến tìm kho báu. Chỉ đến gần đây trong một số tác phẩm văn học mới thì hình tượng rồng của phương Tây mới cải thiện đôi chút, chúng trở thành giống loài cao quý và có tự trọng. Chẳng hạn như trong truyện Eragon, cậu bé cưỡi rồng từng rất nổi trong giai đoạn những năm cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 2010. Ai mà đã từng đọc bộ truyện này say mê như tôi thì bắt tay một cái nha. Ngoài ra thì những sinh vật huyền thoại tương tự cũng xuất hiện trong nhiều nền văn hóa khác, chẳng hạn như rồng Ba Tư gọi là Ur. Rồng Ấn Độ và một số nước Đông Á thường đồng nghĩa với Naga, rồng châu Phi vân vân và mây mây. Trên thực tế về bản chất thì rồng phương Đông và phương Tây có thể coi là hai sinh vật khác nhau hoàn toàn. Gọi là rồng phương Tây chỉ đơn giản là vì cách dịch, cũng là dựa trên điểm giống nhau cơ bản chính là ngoại hình giống bò sát của cả hai. Thậm chí là tôi từng đọc một số bài viết đề nghị cần phải dịch chữ dragon trong tiếng Anh khác đi, chẳng hạn như dịch thành chăn tinh, đừng dịch là rồng nữa, bởi con dragon là con ác, chuyên hại người, trong khi đó rồng là thần. Mà thôi, chứ nói đúng sai không bàn, chỉ cần bạn hiểu rồng phương Đông và rồng phương Tây là hai con khác nhau. Chúng chỉ có điểm chung cơ bản nhất đó là ngoại hình lấy cảm hứng khá nhiều từ bò sát, dù cũng không giống bò sát hoàn toàn. Chẳng hạn như rồng phương Đông kết hợp hầm bà làng đủ thứ con, chứ không chỉ có bò sát, còn rồng phương Tây thì lại có cánh như rơi và không phải lúc nào cũng có vảy như bò sát. Vậy bây giờ hãy quay trở lại với chủ đề chính, rồng và khủng long có liên quan gì không? Kể từ sau khi khủng long được con người chúng ta khám phá vào thế kỷ 17-18 và trở thành thuật ngữ chính thức vào thế kỷ 19, đã bắt đầu có những tiếng nói dấy lên giả thuyết rằng khủng long chính là nguồn cảm hứng ban đầu của hình tượng rồng. Lập luận cơ bản của những người ủng hộ giả thuyết này là người xưa có thể đã phát hiện ra xương khủng long, nhưng họ không biết lý giải đó là sinh vật gì và cũng không thấy chúng giống với những sinh vật đang tồn tại, nên đã tưởng tượng ra một sinh vật thần thoại để lý giải những chiếc xương đó, và đó chính là rồng. Một số người tin rằng bằng chứng cổ xưa nhất về việc người xưa đào được xương khủng long là một đoạn văn trong sách Hoa Dương Quốc Chí của tác giả Thường Cư, viết vào khoảng năm 300, cho biết người dân đã đào được long cốt ở vùng đất ở tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Cần biết rằng Tứ Xuyên ở Trung Quốc là một trong những thánh địa của hóa thạch khủng long, với một bảo tàng rất nổi tiếng là bảo tàng khủng long Tự Cống, bảo tàng có số lượng hóa thạch khủng long thuộc hàng nhiều nhất thế giới. Thế nên nếu người xưa có đào được hóa thạch khủng long ở đó thì cũng chả có gì lạ phải không nào? Và đương nhiên xương rồng quý giá là thứ mà người Trung Quốc không thể bỏ qua. Ngay lập tức họ đã bơm thổi cho những thứ họ gọi là long cốt, tức xương rồng, các công dụng thần kỳ chẳng hạn như trị bách bệnh, bổ thận tráng dương. Và thế là những người giàu có sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để mua lại long cốt, sử dụng chúng như thuốc và thậm chí là cả thuốc kích dục. Về cơ bản thì nếu là hóa thạch khủng long thì chúng có chứa khoáng chất, và những khoáng chất này có thể chứa dược tính ở mức độ nào đó, nhưng trong phần lớn trường hợp thì chúng có tác dụng như giả dược, nghĩa là chữa bệnh bằng tinh thần là chính. Vậy thì long cốt có phải là xương khủng long hay không?
Khi y học hiện đại phát triển thì người ta đã nghiên cứu các loại dược phẩm được dùng trong y học cổ truyền, trong đó có long cốt. Ngoài ra thì các nhà khoa học và nhà thám hiểm Tây phương cũng rất quan tâm đến những chiếc xương hóa thạch này với hy vọng khám phá ra những sinh vật đã tuyệt chủng mới. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của khoa học hiện đại có thể khiến bạn cảm thấy thất vọng bởi chúng cho thấy long cốt hầu như không hề có sự hiện diện của xương khủng long mà thành phần chính là hóa thạch của động vật có móng vuốt cổ đại đã tuyệt chủng. Và hiện nay nếu bạn thử lên mạng tìm các bài viết về long cốt của các tổ chức cơ quan liên quan đến ngành y học cổ truyền, họ cũng viết rất rõ về điều này. Nên nhớ rằng trong lòng đất không chỉ có hóa thạch khủng long, hóa thạch của các nhóm động vật khác cũng rất phổ biến, thậm chí là dễ tìm thấy hơn cả hóa thạch khủng long bởi chúng nằm ở những hệ tầng địa chất có niên đại gần hơn. Và người xưa chắc chắn không có khả năng phân biệt giữa xương của khủng long và xương của các nhóm động vật khác hay là giữa các nhóm động vật với nhau, nên phải chăng kết quả là họ đã tạo ra một loài rồng có ngoại hình lai tạo giữa nhiều động vật khác nhau, bò sát có, thú có, cá cũng có. Vậy nên, không thể khẳng định rằng khái niệm rồng trong văn hóa Đông Á tương đương với khủng long, bởi bằng chứng nếu có thì cũng rất là lỏng lẻo. Chuyện gần tương tự cũng diễn ra ở phương Tây. Tại một thị trấn ở Áo từng lưu truyền câu chuyện rằng các đầm lầy gần đó có một con rồng canh giữ, nhưng nó đã bị một hiệp sĩ tiêu diệt và chặt đầu. Hộp sọ của nó vẫn còn được đặt ở tòa thị chính của thị trấn. Về sau thì các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu chiếc hộp sọ này và nhận ra nó thực chất là hộp sọ của một con tê giác lông xoăn chứ không phải khủng long. Có lẽ nhiều trường hợp khác như vậy cũng đã xảy ra trên khắp châu Âu. Có một sự thật là ở châu Âu thì hình tượng nguyên thủy của rồng rất khác so với hình ảnh về rồng người ta đưa ra ở thời hiện đại, theo một nhà nghiên cứu về động vật học tên là Marcus Buller. Theo đó thì hình tượng của loài rồng trong các sách cổ ở châu Âu không to hơn các loài thú dữ như sư tử là bao, gần như không có cánh giống như cánh rơi và những chiếc sừng tua tủa cũng ít khi được mô tả là biết phun lửa. Tìm về xa hơn nguồn gốc của rồng trong văn hóa phương Tây, chúng ta biết được từ dragon bắt nguồn từ cụm edragon trong tiếng Hy Lạp, dịch ra có nghĩa là tôi thấy. Người ta có nhiều giả thuyết để giải thích nguồn gốc này, chẳng hạn như loài rồng hay các sinh vật tương tự trong thần thoại Hy Lạp thường được mô tả là có cái nhìn chết chóc, sắc bén hay đơn giản là từ này dùng để chỉ đôi mắt của loài rắn, vốn không thể đóng được, bởi mỗi con mắt được bảo vệ bằng một mí mắt trong suốt. Và điều dễ thấy là rồng trong thần thoại Hy Lạp thường là những sinh vật tưởng tượng trông giống rắn, kích cỡ cũng không quá to lớn so với con người. Thậm chí là từ dragon đôi khi còn được xem là đồng nghĩa với rắn trong tiếng Hy Lạp cổ. Vì vậy, ở các nước phương Tây thì rồng cũng không đồng nghĩa với khủng long. Chỉ có điều là chúng ta hoàn toàn không thể phủ nhận rằng, ở một thời điểm nào đó, ở một địa điểm nào đó, có người đã tìm thấy xương khủng long và gán chúng cho rồng, sinh vật thần thoại. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi bức tranh tổng thể rằng rồng ở cả phương Đông lẫn phương Tây là một sinh vật thần thoại tổng hợp từ nhiều thành phần khác nhau, có hóa thạch của động vật đã tuyệt chủng mà phần lớn là của thú cổ đại, với cả những đặc điểm của các sinh vật còn tồn tại mà con người chúng ta quan sát được. Mối liên hệ giữa rồng và khủng long là rất ít. Thật ra thì kể từ khi khủng long và một số nhóm bò sát cổ đại được tìm thấy, chính hình tượng rồng lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những khám phá liên quan đến các nhóm động vật đã tuyệt chủng từ 66 triệu năm trước. Một số họa sĩ đã vẽ rồng của họ giống như những loài khủng long chân thú như T-Rex với chi trước nhỏ hơn nhiều so với chi sau. Một số hình tượng thì lại được các họa sĩ bỏ đi chi trước, thay vào đó họ để cho con rồng của mình di chuyển bằng khuỷu cánh giống như cách di chuyển của các loài rực long. Nói tóm lại, quan niệm cho rằng loài rồng trong lịch sử lấy cảm hứng từ những phát hiện về xương khủng long ở thời cổ đại, dù lúc đó chưa ai biết khủng long là gì, có lẽ không đúng. Hình tượng rồng nguyên thủy rất khác với khủng long và cũng rất khác với hình tượng rồng mà chúng ta thấy trên phim ảnh, truyền hình như bây giờ. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là vì đến thời hiện đại, những người tạo ra hình tượng rồng mới bắt đầu tham khảo hình ảnh của khủng long để vẽ nên rồng của họ. Sự trùng hợp giữa long, tức là rồng, và khủng long chỉ là ngẫu nhiên trong cách dịch thuật của người phương Đông khi họ dịch chữ dinosaur trong tiếng Anh mà thôi. Bên cạnh rồng thì xương khủng long cũng từng được một số tác giả cho là nguồn gốc của một số sinh vật thần thoại khác. Chẳng hạn như trong văn hóa phương Tây có hình tượng bàng sư, một sinh vật có đầu đại bàng và mình sư tử, được nhà nghiên cứu văn hóa dân gian người Mỹ Adrian Meyer cho là bắt nguồn từ hóa thạch của những loài khủng long có mỏ như Protoceratops chẳng hạn. Dù vậy không phải ai cũng đồng tình với giả thuyết này và họ vẫn còn đang tranh luận khá nhiều. Chào mừng quý ông bà, quý cô chú, quý anh chị và quý bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài, kiêm hướng dẫn viên của mọi người đến với những câu chuyện thú vị về cổ sinh vật học. Hy vọng mọi người không bị biến thành Mamenchisaurus khi phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nói đến những ngành khoa học như cổ sinh vật học, chúng ta thường nghĩ đến những thứ nghiêm túc, chính xác và bài bản. Tuy nhiên, kể cả là khoa học thì cũng vẫn có những chuyện dở khóc dở cười. Có thể với những người ngoài cuộc thì nhìn buồn cười đấy, nhưng với người trong cuộc thì nghĩ lại, họ chỉ thấy muốn khóc hơn. Bạn có biết từng có một sự kiện mang tên là chiến tranh xương nổ ra giữa hai nhà cổ sinh vật học như một cuộc chiến tranh đúng nghĩa
chỉ vì một ông lắp lộn đầu của con thần lằn cổ rắn vào đuôi của nó thay vì vào cổ không? Hay bạn có biết rực long từng bị cho là loài sống dưới nước chỉ vì hình dạng của chúng quá kỳ lạ? Nói đến những mảnh phục dựng sinh vật tiền sử của người cổ sinh, tiếng Anh gọi là Reconstruction, sẽ có rất nhiều những chuyện dở khóc dở cười nhưng cũng hết sức thú vị, phản ánh sự tiến bộ và thay đổi của khoa học theo thời gian. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một bản phục dựng đã trở thành huyền thoại trên mạng Internet, một meme mà ai xem qua một lần cũng nhớ ngay lập tức. Đó chính là kỳ lân Magdeburg. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trên thực tế thì chưa cần có ngành cổ sinh vật học, con người đã luôn muốn tái hiện hình ảnh của những sinh vật mà chúng ta chưa từng biết chúng trông như thế nào, mà chỉ biết tới sừng hóa thạch của chúng. Sự thật là con người đã biết đến hóa thạch từ thời cổ đại, không còn nghi ngờ gì nữa, và một trong những điều chúng ta muốn làm nhất chính là khôi phục lại hình dạng của chúng dưới những hình thức như tranh vẽ hay là điêu khắc. Ở Hy Lạp, chúng ta có những người khổng lồ một mắt. Hình tượng người khổng lồ một mắt được cho là xuất phát từ hộp sọ khổng lồ của những loài voi từng sống trên đất Hy Lạp và đã tuyệt chủng trước khi con người xây dựng nền văn minh tại đây. Chỉ cần nhìn vào chiếc hộp sọ của voi là bạn sẽ hiểu tại sao người Hy Lạp nghĩ rằng đó là hộp sọ của người một mắt. Ở phương Đông, dù những bằng chứng còn hơi mơ hồ, nhưng chúng ta cũng có thể đặt giả thuyết rằng các nền văn hóa Đông Á đã tạo dựng hình tượng rồng từ hóa thạch của nhiều loài động vật được tìm thấy trong lòng đất, được họ gọi là long cốt. Đến châu Âu thời Trung Cổ thì chúng ta biết có câu chuyện về bức tượng rồng ở thị trấn Klagenfurt ở nước Áo. Vào năm 1335 thì người dân thị trấn này tin rằng mình đã tìm được hộp sọ của con rồng trong truyền thuyết tại một mỏ đá ở gần đó. Chiếc hộp sọ được đưa về tòa thị chính của thị trấn để trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng, giáo dục các thế hệ trẻ về khởi đầu gian khó và lòng dũng cảm của người Klagenfurt. Dựa vào chiếc hộp sọ thì người ta thậm chí còn tạc một bức tượng nặng 6 tấn, mô phỏng đầy đủ hình dạng của con rồng và phải cần đến 300 người khiêng mới có thể đặt được bức tượng vào vị trí trung tâm của thị trấn. Đây có thể coi là bản phục dựng động vật cổ đầu tiên với bằng chứng hóa thạch xác thực, dù độ chính xác thì đương nhiên là khỏi cần bàn. Tất cả những hình tượng trên có thể coi là một hình thức sơ khai của việc phục dựng, dù nó không mang tính khoa học và thiên về thần thoại hay truyền thuyết nhiều hơn. Chúng ta không hề nhận ra nó là hóa thạch, là xương đã hóa đá của những động vật tiền sử đã tuyệt chủng. Cái nhìn khoa học hơn về hóa thạch mới bắt đầu hình thành vào thời Phục Hưng, khi Leonardo da Vinci đồng tình với Aristotle rằng hóa thạch là những gì còn lại của sự sống cổ xưa. Tuy nhiên đó vẫn là thời điểm mà ngành cổ sinh vẫn chưa ra đời và hiểu biết của chúng ta về những sinh vật cổ gần như là một con số không tròn chính, từ ngoại hình, giải phẫu học cho đến tập tính và hành vi. Kỳ lân Magdeburg là một hiện tượng nằm giữa khoảng thời gian hình thành nhận thức khoa học về hóa thạch và thời điểm ra đời của ngành cổ sinh thực thụ. Tuy nhiên nó từng gần như chìm vào quên lãng cho đến tháng 8 năm 2022, một bài viết được đăng lên mạng xã hội Twitter thu hút hàng triệu lượt xem cũng như 200.000 lượt thích với bức hình chụp lại bộ xương kỳ lân Magdeburg đang trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Magdeburg và viết: "Vào năm 1663, bộ xương hóa thạch không nguyên vẹn của một con tê giác lông mượt được tìm thấy tại Đức. Đây là kỳ lân Magdeburg, một trong những bản phục dựng hóa thạch tệ nhất lịch sử nhân loại." Nghe có vẻ thú vị và buồn cười, nhưng chỉ một đoạn tweet với giới hạn 200 ký tự thì khó mà kể đầy đủ câu chuyện về kỳ lân Magdeburg. Như đã nói, đó là năm 1663 và lúc đó, chúng ta tin vào các sinh vật huyền thoại còn nhiều hơn là biết về các động vật tiền sử. Trên thực tế, chúng ta không biết rằng bản phục dựng gốc của kỳ lân Magdeburg có tồn tại hay không và thứ đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Magdeburg chỉ là hàng rep dựa trên các bản vẽ về bộ xương có từ thế kỷ thứ 18. Vậy kỳ lân Magdeburg đã bắt đầu như thế nào? Trong phiên bản được kể phổ biến nhất của câu chuyện, kỳ lân Magdeburg được phát hiện tại đồng cỏ Ziegenberger, tại một địa điểm được gọi là động kỳ lân, nơi người dân địa phương cho là chốn ẩn náu của các sinh vật huyền bí. Thị trưởng Magdeburg khi đó là Otto von Guericke, sau khi nghe tin đã viết một bài báo mô tả phát hiện này. Một nhà bác học tên là Gottfried Wilhelm Leibniz, sau khi đã đọc bản mô tả đã vẽ một bản phục dựng giả tưởng của sinh vật trên, vì ý niệm rằng đó chính là một con kỳ lân trong truyền thuyết. Do các hóa thạch gốc đã mất, người ta sau này dựa vào bản vẽ của Leibniz để đúc và phục dựng lại bộ xương kỳ lân Magdeburg, có hình dạng như chúng ta biết ngày nay. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lịch sử của kỳ lân Magdeburg lại không chắc chắn liệu đó có phải là sự thật hay không. Họ không chắc chắn bộ xương phục dựng có trước hay bản vẽ có trước, cũng như ai là tác giả thật sự của mô hình kỳ lân Magdeburg đầu tiên, với tồn tại đến hai bản vẽ khác nhau và chúng có sự khác biệt khá khá. Một là bản vẽ của Michael Bernhard Valentini và một là của Gottfried Wilhelm Leibniz. Bản vẽ của Valentini được cho là xuất hiện vào năm 1714, trong khi bản vẽ của Leibniz chỉ được công bố vào năm 1749 trong cuốn sách Protogaea,
sau khi Leibniz mất đã được 33 năm. Trên thực tế thì trong chính cuốn sách này, Leibniz đã viết rằng ông nhận được mô hình của bức tượng từ một người khác, đó là Johannes Meyer, một chiêm tinh gia kim thủ quỹ của tu viện Quedlinburg. Do đó, rất có thể Johannes Meyer mới chính là tác giả của bản phục dựng đầu tiên dựa trên những gì được tìm thấy, trong đó không ít xương hóa thạch đã bị phá hủy bởi những người phát hiện. Mặc dù vậy, chúng ta không thể biết chính xác bản phục dựng của Johannes Meyer ra sao, bởi sau khi nhận được mô hình từ Meyer thì Leibniz đã chỉnh sửa và hoàn thiện lại để phù hợp với hình dung của ông về một con kỳ lân, hay còn gọi là ngựa một sừng trong thần thoại phương Tây. Bản vẽ còn lại là của Michael Bernhard Valentini, có lẽ cũng được vẽ lại từ mô hình của Meyer, và có vẻ bản vẽ này vẽ đúng lại nguyên trạng của bộ xương hơn là cố gắng gò nắn cho nó giống một con kỳ lân nhất có thể. Con vật bị thiếu gần như toàn bộ phần sau của cơ thể, chỉ còn lại hộp sọ, sừng, đốt sống lưng, xương sườn và hai chi trước, một phần là do những hư hại trong quá trình khai quật. Dù vậy thì bản vẽ của Leibniz mới là nguồn cảm hứng chính cho phiên bản kỳ lân Magdeburg được trưng bày ngày nay. Vậy thì kỳ lân Magdeburg thực chất là gì? Có phải là hóa thạch của tê giác lông mượt với cây sừng rất dài theo nhiều nguồn tin trên mạng hay không? Sự thật không đơn giản như vậy. Do các hóa thạch gốc đã mất, bản vẽ của Leibniz lại dựa trên mô tả và thông tin của người khác, cộng thêm được chỉnh sửa và thêm thắt từ chính nhà khoa học tin vào các sinh vật huyền bí này mà sẽ có nhiều điểm khác với hóa thạch gốc. Về phần sừng của con vật, Leibniz có lẽ đã vẽ lại nó từ ngà của một con kỳ lân biển, vốn có dạng thẳng nên là hơi cong nhẹ giống như sừng của tê giác lông mượt mà chúng ta biết qua các hóa thạch. Có một sự thật là ngà của kỳ lân biển từng được xem như sừng thật của kỳ lân truyền thuyết tại châu Âu và được coi như là một vật quý hiếm, mau nhiệm hay thậm chí một vị thuốc trị bách bệnh. Chính vì thế, Leibniz đã phục dựng sừng của con vật theo hiểu biết của ông về sừng kỳ lân khi đó, mà thực chất chính là ngà kỳ lân biển. Trong khi đó, hộp sọ có thể thật sự là của một con tê giác lông mượt, tuy nhiên đai vai, xương sườn và hai chi trước lại có thể là của một con voi ma mút, theo Thies van Kopsusten, giáo viên về động vật có vú cổ đại tại Đại học Leiden. Về cơ bản thì đó là một mẫu vật chimera, có nghĩa là một bộ xương được ghép lại từ hóa thạch của nhiều loài khác nhau, thay vì một loài duy nhất. Trên thực tế thì đây là một tình trạng tương đối phổ biến, ngay cả khi ngành cổ sinh vật học đã ra đời và phát triển được một thời gian. Thậm chí đến tận thế kỷ 21 ngày nay vẫn có những trường hợp chimera được phát hiện, chẳng hạn như điều đó diễn ra vào thế kỷ 17-18 như kỳ lân Magdeburg thì còn có thể là do thiếu hiểu biết, nhưng ở thế kỷ 21, đó có thể là biểu hiện của sự cầu thả hay thậm chí là bất chính trong khoa học. Ngày nay nhìn lại thì kỳ lân Magdeburg có vẻ buồn cười và là nguồn cảm hứng cho nhiều meme, nhưng nếu nhìn một cách khách quan và nghiêm túc thì đó chính là một phần của lịch sử khoa học trong hành trình hoàn thiện hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên. Bạn có bao giờ tin rằng những sinh vật thần thoại, biểu tượng của các nền văn hóa có nguồn gốc sâu xa từ những sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng hay không? Kể từ khi khủng long được khám phá, sự to lớn và bề ngoài đáng sợ của chúng ngay lập tức đã gợi lên những liên tưởng về các sinh vật thần thoại mà chúng ta đã quá quen thuộc qua các câu chuyện kể, trong đó phổ biến nhất là rồng, từ rồng phương Đông cho đến rồng phương Tây. Trong lịch sử, người Trung Quốc từng ghi nhận về việc người dân đào được long cốt, và có người đã đặt câu hỏi liệu long cốt này có phải là hóa thạch khủng long hay không. Các nhà khoa học cũng đã tìm được bằng chứng người cổ đại đã tiếp xúc với hóa thạch khủng long, bao gồm cả xương và dấu chân từ rất lâu trước khi chúng ta biết khủng long là gì. Đó là trường hợp hóa thạch xương ngón tay khủng long được tìm thấy trong hang động ở châu Phi, hay những hình vẽ của người tiền sử bên cạnh dấu chân khủng long tại Brazil mới được khám phá cách đây chưa lâu. Trong một video lần trước, Mê Khủng Long TV đã cùng các bạn giải mã về mối quan hệ giữa rồng và khủng long. Nhưng đương nhiên, rồng không phải là sinh vật thần thoại duy nhất bị cho là có liên hệ với khủng long theo cách nào đó. Một trường hợp khác, ít nổi tiếng hơn nhưng cũng được rất nhiều người tin tưởng, đó chính là điểu sư Griffin. Chúng được cho là lấy cảm hứng từ chi khủng long Protoceratops, có hóa thạch rất phổ biến ở Trung Á và Mông Cổ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây lại tiếp tục bác bỏ mối liên hệ giữa điểu sư và khủng long. Thực hư câu chuyện này như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long Cổ Dài. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Điểu sư, trong tiếng Anh gọi là Griffin. Về cơ bản thì chúng là một sinh vật thần thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử. Đầu, cánh và móng vuốt ở chân trước thì là của đại bàng. Chúng được xem là một sinh vật vô cùng cao quý, và là sự kết hợp giữa sư tử, vốn được coi là vua của các loài thú và đại bàng, vua của các loài chim, nên cũng có thể coi điểu sư chính là vua của muôn loài ở dưới đất lẫn trên không.
Trong một số nền văn hóa, chúng cũng chính là biểu tượng của hoàng gia, cũng giống như hình tượng rồng ở Trung Quốc vậy. Điều sư có thể điều khiển nhiều loài động vật theo ý muốn, nhưng nó chưa bao giờ dùng đến quyền năng này bởi nó tôn trọng sự tự do của các loài khác. Điều sư có một số quyền năng khác như bảo vệ con người trước ác quỷ, ma thuật và những điều dối trá. Nó còn mang lại sự may mắn, ấm no và cả hạnh phúc nữa. Cũng chính vì thế mà các gia đình có của thường thờ nó như một vị thần để giúp họ bảo vệ của cải. Điều sư mang trong mình sức mạnh cực kỳ lớn. Thân của nó đến từ sư tử nên cực kỳ rắn chắc và mạnh mẽ. Cái đầu của chim đại bàng giúp nó di chuyển đầu linh hoạt. Ngoài ra nó còn mang cặp mắt của vua chim, nên điều sư có một tầm nhìn xa và rộng để dễ hành động trước nguy hiểm. Điều sư có đôi cánh to, khi bay cao có thể che gần hết mặt trời là một vùng đất dưới nó tối sầm. Tuy có thân hình to nhưng nhờ đôi cánh đầy sức mạnh mà điều sư vẫn có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng khi bay. Hình tượng của điều sư và các sinh vật tương tự điều sư đã được phát hiện trong các nền văn hóa Lưỡng Hà, Trung Á, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp và sau đó là châu Âu. Chúng xuất hiện trong các tác phẩm điêu khắc, tranh họa, kiến trúc của các nền văn hóa này và đôi khi được sử dụng trên các biểu tượng của vua chúa phong kiến. Mặc dù được sử dụng rộng rãi và phổ biến thì hiện nay vẫn không ai có thể nói được chính xác hình tượng điều sư bắt nguồn từ đâu và do ai sáng tạo nên. Có thể nói nó là một hình tượng văn hóa dân gian và rất khó để truy được nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, những phát hiện cổ sinh vật học trên toàn thế giới, đặc biệt là hoa thạch khủng long đã mở ra hướng suy luận mới cho các nhà nghiên cứu. Vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian kiêm sử gia khoa học Adrian Meyer trong một số bài viết cũng như cuốn sách có tên là The First Fossil Hunters đã đề xuất giả thuyết rằng một số sinh vật thần thoại có thể được xây dựng từ hiểu biết của con người cổ đại khi họ tiếp xúc với hóa thạch của các sinh vật cổ. Những ví dụ mà Meyer nêu ra là rồng, người khổng lồ một mắt và cả điểu sư. Đối với trường hợp của điểu sư thì Meyer cho rằng các hóa thạch của những khủng long có mỏ như Protoceratops hay Psittacosaurus đã truyền cảm hứng cho hình tượng điểu sư. Tại sao lại như vậy? Trước tiên, Meyer đúc kết một số đặc điểm của điểu sư như sau. Đó là thân giống động vật có vú nhưng đầu lại có mỏ giống như chim săn mồi, sống ở các sa mạc phương Đông gần những mỏ vàng, đẻ trứng vào tổ làm trên mặt đất. Không loài động vật đương đại nào có những đặc điểm trên, trong khi một số loài khủng long lại có. Mặt khác thì Meyer cũng đối chiếu trong sử sách và biết được rằng những ghi chép của người Hy Lạp và La Mã cổ về điểu sư lại bắt nguồn từ việc họ được kể về sinh vật này từ những người du mục phương Đông đi tìm vàng. Những người du mục này có thể đã tiếp xúc với hóa thạch của khủng long trong quá trình đi tìm các mỏ vàng và sau này kể về chúng với người Hy Lạp rồi người La Mã. Nhờ đó những ghi chép về điểu sư đã bắt đầu xuất hiện rải rác trong văn bản của người Hy Lạp và La Mã từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 3 công nguyên. Cung đường buôn bán phổ biến khi đó thường đi qua một phần sa mạc Gobi và các quốc gia Trung Á ngày nay, nơi có rất nhiều hóa thạch của khủng long. Do vậy, theo Meyer, những hóa thạch khủng long mà các thương buôn và người du mục du hành từ Đông sang Tây đã tiếp xúc hay cũng có thể chỉ được nghe kể đã trở thành bằng chứng miệng về sự tồn tại của những sinh vật nửa chim, nửa thú. Những lời kể có thể được tam sao thất bản, cũng như bị rơi rớt qua quá trình phiên dịch khiến một số chi tiết không còn giống như ban đầu, chẳng hạn như diêm cổ của khủng long Protoceratops có thể bị biến thành bờm hoặc đôi tai rất lớn kiểu động vật có vú, hay đôi cánh được thêm vào để phù hợp với cái mỏ chim. Suy luận của Adrian Meyer được khá nhiều fan của các động vật huyền bí ủng hộ vì được đề cập trong suốt hơn 30 năm qua. Tuy các nhà cổ sinh vật học chuyên nghiên cứu khủng long vẫn giữ một thái độ nghi ngờ đối với những lập luận này, thì vẫn chưa có một phản biện thật sự chính thức nào được đưa ra trong suốt khoảng thời gian đó. Phải đến năm nay thì các nhà cổ sinh vật học mới chính thức đưa ra nghiên cứu phản biện, và nó đến từ nhà cổ sinh vật học Mark Witton, cũng là một họa sĩ cổ sinh rất nổi tiếng với những bức tranh minh họa khủng long của ông. Thứ nhất, Mark Witton phủ định quan niệm cho rằng hóa thạch Protoceratops bắt nguồn từ những người du mục đi tìm vàng. Bởi các hóa thạch Protoceratops được phát hiện từ trước cho đến nay đều nằm cách các mỏ vàng cổ rất xa. Cũng không có báo cáo nào về vàng gần nơi phát hiện ra hóa thạch của Protoceratops. Thứ hai, thường không dễ để nhận biết hóa thạch của khủng long, trừ trường hợp bạn có con mắt sắc sảo của một thợ săn hóa thạch. Người ta thường cho rằng hóa thạch sẽ được phát hiện một cách tương đối lộ thiên, với nguyên bộ xương nằm lộ ra một nửa trên mặt đất giống như xương của động vật đã chết. Nhưng trên thực tế, trong hầu hết trường hợp chỉ có một phần nhỏ hiện ra bên ngoài và phải xử lý được lớp đá bao bọc, chúng ta mới có thể tiếp cận được phần còn lại của toàn bộ xương. Không có các công cụ hiện đại và kiến thức chuyên sâu về hóa thạch thì việc này cực kỳ khó. Thế nên những người đi tìm vàng dù có gặp hóa thạch khủng long thì việc họ có biết đó là hóa thạch hay không và toàn bộ hình dạng của nó trông như thế nào là một khả năng khá thấp. Thứ ba,
Sự phân bố về mặt địa lý và lịch sử của hình tượng điểu sư không trùng hợp với kịch bản, truyền thuyết điểu sư bắt nguồn từ hóa thạch ở Trung Á rồi mới lan sang phương Tây. Thực chất thì hình tượng điểu sư đã tồn tại từ rất lâu trước đó, có thể là từ thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên ở các vùng Ai Cập, Lưỡng Hà, chứ không bắt nguồn từ các ghi chép của người Hy Lạp hay La Mã. Theo tác giả thì Protoceratops chỉ giống điểu sư ở chỗ là một sinh vật đi bằng bốn chân và có mỏ. Các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến hình tượng điểu sư cũng không hề ám chỉ nó như hóa thạch hay xương của động vật cổ, mà ngược lại đều cho thấy đây là một sinh vật giả tưởng, được tạo thành từ các đặc điểm của các loài động vật còn sống là mèo và chim săn mồi. Trong kết luận của mình, Mark Whitten cho rằng lập luận của Adrian Meyer mang tính suy diễn tương đối khiên cưỡng nhằm áp đặt các bằng chứng hóa thạch và truyền thuyết một cách không chính xác. Mặc dù không đồng tình với Adrian Meyer, Mark Whitten và một số nhà nghiên cứu khác cũng không phủ nhận rằng người cổ đại có thể đã tìm thấy xương hóa thạch của khủng long, từ đó tích hợp những phát hiện tình cờ này vào kho tàng truyền thuyết hoặc thần thoại của họ. Nhưng để những giả thuyết kiểu như rồng bắt nguồn từ khủng long hay điểu sư lấy cảm hứng từ khủng long có chỗ đứng vững chắc hơn, thì chúng ta cũng cần những bằng chứng rõ ràng hơn và chính xác hơn, thay vì suy diễn và áp đặt chúng một cách có chọn lọc. Nói tóm lại thì điểu sư không hề bắt nguồn từ hóa thạch của khủng long như giả thuyết của Adrian Meyer, cũng như trường hợp của rồng vậy. Hoặc chí chúng ta nói rằng không có đủ bằng chứng để khẳng định điều đó. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Con người có lẽ đã phát hiện ra hóa thạch của những sinh vật cổ đại từ rất lâu, trước khi có sự ra đời của ngành cổ sinh vật học. Một phát hiện khảo cổ gần đây cho thấy con người có lẽ đã thu thập và sưu tầm hóa thạch chí ít là từ tận thời La Mã. Ở Brazil, người ta cũng đã phát hiện ra hình vẽ của con người cổ đại cách đây 9.400 năm bên cạnh những dấu chân khủng long hóa thạch. Đương nhiên, với kiến thức của người cổ đại thì họ không thể lý giải rằng đó là xương cốt của những động vật sống cách đây hàng chục, hàng trăm triệu năm như khoa học hiện đại. Chúng cũng rất khác so với những động vật sống cùng thời với con người. Một trong những cách lý giải đơn giản nhất là gắn chúng với những sinh vật thần thoại, bí ẩn. Dù bằng chứng còn khá lỏng lẻo, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn ra mối liên hệ mơ hồ giữa một số sinh vật thần thoại với khủng long và các sinh vật tiền sử, chẳng hạn như rồng, điểu sư hay thậm chí kỳ lân. Ngày hôm nay, chúng ta hãy xem xét một trường hợp khác, lần này với những bằng chứng có vẻ thuyết phục hơn. Đó chính là gã khổng lồ một mắt Cyclops. Điều Cyclops có phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng con người hay là một hình tượng được xây dựng từ hóa thạch của sinh vật tiền sử? Và nếu đúng là như vậy thì đó là sinh vật tiền sử gì? Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Cyclops, hay còn gọi là Kyclops trong tiếng Hy Lạp, là những người khổng lồ một mắt nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Tên gọi Cyclops có nghĩa là mắt tròn hoặc mắt vòng tròn, ám chỉ đặc điểm nổi bật nhất của họ. Một con mắt duy nhất nằm giữa trán. Theo thần thoại thì có hai thế hệ Cyclops chính. Thế hệ đầu tiên là con của Uranus và Gaia. Ba Cyclops nổi tiếng nhất trong thế hệ này là Brontes, tức là sấm, Steropes, chớp và Aegis, sáng chói. Họ là những thợ rèn tài ba đã tạo ra những vũ khí quyền năng cho các vị thần Olympus, bao gồm tiết sét của Zeus, đinh ba của Poseidon và mũ tàng hình của Hades. Thế hệ thứ hai của Cyclops được biết đến nhiều nhất qua tác phẩm The Odyssey của Homer là con của Poseidon và tiên nữ Thusa. Trong số này, Polyphemus là Cyclops nổi tiếng nhất, được biết đến qua cuộc gặp gỡ với anh hùng Odysseus. Cyclops đóng vai trò quan trọng trong nhiều câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Họ từng giúp Zeus đánh bại các Titan bằng cách rèn ra những vũ khí mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi giúp đỡ Zeus thì họ lại bị giam cầm trong Tartarus bởi Cronus. Trong sử thi Odyssey của Homer, Polyphemus là một Cyclops sống trên đảo và là con trai của Poseidon. Odysseus và các thủy thủ của chàng đã bị Polyphemus bắt giữ khi họ lạc vào hang động của hắn. Odysseus đã dùng mưu trí để thoát khỏi Polyphemus bằng cách làm mù mắt hắn và trốn thoát dưới bụng cầu. Cyclops thường được miêu tả là những người khổng lồ mạnh mẽ nhưng thô lỗ và hung bạo. Họ sống đơn độc và không tuân theo các quy tắc của xã hội loài người. Tuy nhiên, họ cũng được biết đến với kỹ năng rèn tuyệt vời, tạo ra những vũ khí và công cụ quan trọng cho các vị thần. Cyclops đã trở thành biểu tượng văn hóa phổ biến, xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật và phim ảnh. Hình ảnh của họ thường được sử dụng để biểu tượng hóa sức mạnh thô bạo và sự đơn độc. Trong văn học hiện đại thì Cyclops xuất hiện trong nhiều câu chuyện và tiểu thuyết, từ các tác phẩm Homer cho đến các truyện tranh và phim ảnh. Cyclops là một phần không thể thiếu của thần thoại Hy Lạp,
đại diện cho sự kết hợp giữa sức mạnh và sự thô bạo. Dù là những Kraken tài ba hay những kẻ thù đáng sợ, họ luôn để lại dấu ấn sâu đậm cho các câu chuyện và truyền thuyết. Qua các thế hệ thì hình ảnh của Cyclops vẫn tiếp tục sống động và gây ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí của những người yêu thích thần thoại cũng như văn hóa Hy Lạp. Cũng giống như rồng, điều sư hay kỳ lân thì các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tin rằng người xưa không hề tưởng tượng ra gã khổng lồ một mắt này từ hư vô. Họ tin rằng phải có một cơ sở thực tế nào đó để người xưa xây dựng nên hình tượng Cyclops, và một lần nữa thì họ lại tìm tới các bằng chứng cổ sinh vật học để lý giải hình tượng Cyclops. Năm 1914, nhà cổ sinh vật học người Áo Othniel Abel đã đề xuất giả thuyết rằng chân tướng thật sự của gã khổng lồ Cyclops chính là những chiếc hộp sò và hóa thạch của loài voi lộn địa trung hải được tìm thấy rất nhiều trên các hòn đảo địa trung hải như Cyprus, Malta, Crete, Sicily và Sardinia. Liệu giả thuyết này có hợp lý hay không? Voi lộn địa trung hải có danh pháp học là Palaeolosodon fanconeri, là một loài voi đã tuyệt chủng thuộc họ voi. Loài voi này sống vào thời kỳ canh tân giữa, khoảng từ 500.000 cho đến 200.000 năm trước, trên các hòn đảo thuộc địa trung hải. Đây là một trong những loài voi nhỏ nhất từng được biết đến, với chiều cao chỉ dưới 1 mét. Chúng có nguồn gốc từ loài voi ngà thẳng châu Âu, một loài voi lớn có chiều cao lên tới 4 mét. Vào khoảng 690.000 năm trước thì một số quần thể voi ngà thẳng châu Âu có lẽ đã di cư đến các hòn đảo thuộc địa trung hải ngày nay, khi mực nước biển xuống thấp, làm rộ ra các dải đất liền nối các hòn đảo địa trung hải với nhau và với đất liền. Tuy nhiên, sự thay đổi của mực nước biển đã dẫn đến việc những dải đất liền này biến mất và các quần thể voi ngà thẳng châu Âu bị mắc kẹt lại trên các hòn đảo. Do hiệu ứng đảo mà Mê Khủng Long TV từng đề cập trong một video khác, quần thể voi ngà thẳng dần dần bị thu nhỏ về kích thước, bởi điều đó có lợi cho sự sinh tồn của chúng hơn trên một địa bàn có diện tích nhỏ và hạn chế về tài nguyên sinh tồn. Hiện tượng này dẫn đến sự hình thành loài mới vào khoảng 500.000 năm trước và chúng ta có voi lộn địa trung hải. Do đó, voi lộn địa trung hải là một ví dụ điển hình của hiệu ứng đảo hay còn gọi là quy tắc Foster. Với kích thước nhỏ bé, chúng có thể dễ dàng di chuyển và tìm kiếm thức ăn trong môi trường đảo hạn hẹp. Các nghiên cứu gần đây cho thấy loài voi này có tuổi thọ khá dài, có thể sống tới 68 năm, mặc dù kích thước nhỏ hơn nhiều so với các loài voi hiện đại. Điều này có thể do tốc độ phát triển chậm và rất ít kẻ săn mồi trong môi trường sống của chúng. Một con voi lộn địa trung hải được trưởng thành chỉ cao chưa tới 1 mét tính từ vai và nặng khoảng 250 kg. Một con voi lộn địa trung hải con thậm chí chỉ to ngang một con mèo, và điều này làm chúng ta nhớ đến những chú voi tí hon dễ thương trong bộ phim Cuộc phiêu lưu đến hòn đảo bí ẩn vào năm 2012. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp đau lòng của những anh bạn khủng long Europasaurus, sự thay đổi của mực nước biển cũng như sự nâng lên của mảng kiến tạo đã dẫn đến dấu chấm hết của voi lộn địa trung hải tại Sicily và một số hòn đảo khác vào khoảng 200.000 năm trước. Biến đổi về khí hậu và địa chất một lần nữa khiến Sicily được kết nối với đất liền, tạo điều kiện cho một loài thú săn mồi như linh cẩu hang, sư tử hang, sói xám, gấu nâu và cáo đỏ xâm nhập. Với kích thước của mình thì chúng dễ dàng làm thịt những chú voi lộn bé xinh. Không chỉ vậy, voi lộn còn chịu sự cạnh tranh về nguồn thức ăn từ những loài thú ăn thực vật khác như lợn rừng, hươu nai, bò, cũng như từ chính những người họ hàng voi ngà thẳng châu Âu của mình. Vậy điều gì khiến Othniel Abel cho rằng voi lộn chính là nguồn gốc của Cyclops? Voi lộn địa trung hải đã tuyệt chủng từ khá lâu trước khi con người định cư trên các hòn đảo địa trung hải, và do đó người xưa chỉ còn có thể biết đến loài voi này qua những di cốt của chúng còn được lưu lại. Xương cốt của động vật đã chết ngoài tự nhiên thường không được bảo quản trong trạng thái nguyên vẹn, mà thường là mỗi thứ một nơi và rất rời rạc. Phần đầu voi thường là khu vực xương cứng cám nhất, nên hộp sọ của chúng thường được giữ nguyên vẹn. Trùng hợp thay, hộp sọ của voi lại có hình dạng tương đối giống hộp sọ của con người, nhất là trong trường hợp con voi đó không có ngà hoặc ngà nhỏ. Ở chính giữa của hộp sọ voi lộn là một cái hốc lớn nằm khá cao, thực chất đó chính là vị trí của lỗ mũi, nơi gắn của cái vòi. Mắt thì nằm ở hai bên. Tuy nhiên, do không biết về giải phẫu học của loài voi, có lẽ tổ tiên của người Hy Lạp đã cho rằng cái lỗ mũi lớn này chính là hốc mắt, từ đó họ tin đây là hộp sọ của một giống người khổng lồ chỉ có một con mắt. Trùng hợp hơn nữa, trong sử thi Hy Lạp cũng ghi rằng Cyclops có xuất xứ từ đảo Sicily, cũng là nơi tìm thấy rất nhiều xương của voi lộn. Người địa trung hải thật ra có biết về voi. Từng có một giống voi lộn khác tiến hóa từ những con voi ngà thẳng châu Âu xâm nhập các hòn đảo địa trung hải sau khi Palaeolosodon fanconeri tuyệt chủng. Đó là Palaeolosodon monariensis. Chúng tồn tại trên khoảng 20.000 năm trước và có lẽ đã bị tuyệt chủng bởi hoạt động săn bắn của con người. Hơn nữa, các chiến binh và học giả Hy Lạp có lẽ cũng đã tiếp xúc với voi trong những chuyến lữ hành đến châu Phi, châu Á cũng như các cuộc viễn chinh của Alexander Đại Đế. Tuy nhiên, những hiểu biết này có lẽ không được phổ biến nhiều, đồng thời voi lộn địa trung hải cũng nhỏ hơn nhiều so với những giống voi hiện đại. Thế nên người Hy Lạp có lẽ không nhận ra rằng đó chính là hộp sọ của một loài voi đã tuyệt chủng. Giả thuyết này được tác giả Ariane Meyer nhắc lại trong cuốn sách có nhan đề
The First Fossil Hunters, xuất bản lần đầu năm 2011, tạm dịch là những thợ săn hóa thạch đầu tiên. Còn có một giả thuyết khác thay thế cho giả thuyết Voylon của Othniel Abel, đó là một khuyết tật bẩm sinh gọi là Cyclopia, khiến cho phôi thai chỉ có một con mắt. Tuy nhiên, một số tác giả phủ nhận giả thuyết này bởi trong các trường hợp của Cyclopia, con mắt thường nằm khá thấp, ở dưới vị trí của mũi và do đó không phải là nguồn gốc của Cyclops. Có thể thấy, mối liên hệ giữa Cyclops và Voylon Địa Trung Hải khá rõ ràng, ít nhất là rõ ràng hơn nhiều so với trường hợp của rồng hay điều sư. Mặc dù vậy thì đây vẫn chỉ là một giả thuyết, bởi rất khó để có thể truy được nguồn gốc của các hiện tượng văn hóa dân gian. Chắc chắn là không có tác giả nào ghi rằng, vào ngày này, tháng này, năm nọ, tôi phát hiện ra một chiếc hộp sọ voi luôn và tưởng tượng ra rằng, đó là hộp sọ của người khổng lồ một mắt. Còn bạn có nghĩ rằng Cyclops chính là voi luôn Địa Trung Hải? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng nhau thảo luận nha! Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dai cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Thần thoại, đương nhiên là nói đến thế giới của các vị thần, và những thế lực siêu nhiên vào thời kỳ mà con người vẫn còn mông nguội và chưa hiểu biết nhiều về thế giới. Tuy vậy, khi khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều bí ẩn mang mác thần thoại dần được lý giải hoặc chí ít là được nhìn nhận dưới góc nhìn khoa học, thay vì được gán cho các thế lực siêu nhiên như đã từng trong quá khứ. Chúng ta biết rằng một phần nào, nếu không muốn nói là hầu hết những câu chuyện thần thoại đó đều có nguồn gốc từ thực tế mà được cường hóa bởi trí tưởng tượng của nhân loại. Biết là vậy, nhưng để truy về nguồn gốc của những thần thoại này rất khó, nhất là các sinh vật huyền bí. Trong một số video trước, chúng ta đã tìm hiểu về rồng, điều sư, kỳ lân cũng như người khổng lồ độc nhãn Cyclops. Ngày hôm nay chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu chân tướng của một sinh vật thần thoại khác dưới góc nhìn khoa học và cổ sinh vật học. Đó chính là rắn biển khổng lồ, hay còn gọi là đại hải xà. Hãy cùng xem liệu có phải chúng cũng bắt nguồn từ những phát hiện hóa thạch cổ xưa hay thực chất là mang một nguồn gốc khác. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Cũng giống như rồng, rắn biển khổng lồ là một loài sinh vật thần thoại tương đối phổ biến từ Đông sang Tây, và đôi khi chúng còn bị đánh đồng với những sinh vật dạng rồng. Chúng không chỉ là những quái vật bình thường, mà còn có thể được nâng lên địa vị của thần thánh trong hệ thống tư duy về vũ trụ, hay còn gọi là vũ trụ quan của một số dân tộc thời cổ đại. Các thần thoại xoay quanh cuộc chiến chống lại hỗn mang, thường có cốt truyện vì thần chủ chốt sẽ đóng vai một anh hùng đi giết một con đại hải xa để chấm dứt sự hỗn mang, là một dạng thần thoại rất phổ biến ở khu vực cận đông cổ đại, cũng như các nền văn minh Ấn, Âu, chẳng hạn như Lothan và Hadad trong thần thoại Ugarit, Leviathan và Yahweh trong thần thoại Levant, Tiamat và Marduk trong thần thoại Babylon, Iluyanka và Dahon trong thần thoại Hittite. Trong thần thoại Bắc Âu, chúng ta có hình tượng Jormungandr là một con rắn biển khổng lồ bao quanh thế giới. Theo truyền thuyết thì khi Jormungandr cắn đuôi mình, nó sẽ gây ra ngày tận thế Ragnarok. Những đại hải xa khác cũng thường xuất hiện trong chuyện dân gian Bắc Âu, chẳng hạn như một ghi chép năm 1028 kể lại rằng Thánh Olaf đã hạ một con rắn biển ở Vandal, Na Uy, rồi ném nó vào núi để lại những dấu vết cho đến tận ngày nay. Ở một số nền văn hóa khác thì rắn biển hiện lên như một con vật hung ác, đại diện cho thế lực thiên nhiên hung dữ đối đầu với con người. Trong thần thoại Hy Lạp, Hydra là một con rắn biển nhiều đầu, mỗi khi một đầu bị chặt đứt thì hai đầu mới sẽ mọc lên thay thế. Người anh hùng Hercules đã phải chiến đấu với Hydra như một trong 12 kỳ công của mình. Còn trong thần thoại Nhật Bản thì Yamata no Orochi là một con rắn biển 8 đầu và 8 đuôi. Thần Susanoo đã chiến đấu và tiêu diệt Yamata no Orochi để cứu công chúa Kushinada. Đó là trong thần thoại. Tuy nhiên, đại hải xà dường như không chỉ là một sinh vật hoàn toàn thần thoại mà còn được chứng kiến nhiều lần trong thực tế, nhất là vào thời kỳ người phương Tây bắt đầu rong buồm đi khám phá thế giới và tận mắt chứng kiến nhiều hiện tượng lạ lùng. Năm 1734, Hans Egede, một giáo sĩ đã báo cáo nhìn thấy một con quái vật biển rất lớn và đáng sợ trong chuyến thám hiểm của mình. Con quái vật này đã nâng đầu lên cao hơn cả cột buồm chính của con tàu mà người này đang đi. Năm 1848, thiên trưởng Marquis của tàu SMS Daedalus và một số sĩ quan cùng thủy thủ đã nhìn thấy một con rắn biển khổng lồ giữa mũi hảo vọc và đảo xanh Helena. Con rắn này được cho là đã bơi với khoảng 1,2 mét đầu nổi trên mặt nước, và họ tin rằng phần thân nằm dưới nước của nó phải dài đến 18 mét. Không chỉ cho là đã nhìn thấy bằng mắt thường,
Thậm chí vào năm 1845 thì tại New York, người ta còn trưng bày một bộ xương có chiều dài đến 35 mét, được cho là thuộc về một loài rắn biển khổng lồ đã tuyệt chủng. Cuộc triển lãm này do Albert Koch, một doanh nhân kiêm nhà tự nhiên học người Mỹ gốc Đức tổ chức. Tuy nhiên, một học giả khác là giáo sư Jeffrey Wyman đã bóc mẽ Koch khi cho rằng đây không phải là xương rắn biển, mà thực chất chỉ là một bộ xương được ghép lại từ nhiều hóa thạch khác nhau, trong đó hầu sọ có thể là của một loài cá voi cổ đại, giống như Basilosaurus. Cùng với sự phát triển của ngành cổ sinh vật học, những phát hiện về hóa thạch cũng tạo cơ hội để những người tin vào truyền thuyết rắn biển có tư liệu mới để lý giải truyền thuyết này. Đó là những phát hiện liên quan đến các loài bò sát biển, chẳng hạn như thương long, thượng long, thân lăn cổ rắn hay các động vật có vú cổ đại sống ngờ biển, có phần thân thuôn dài như Basilosaurus và các họ hàng của nó. Họ tin rằng rắn biển có thể là những giống loài hiếm hoi còn sót lại của các nhóm động vật từng thống trị đại dương thời cổ đại này. Một trong những cơ sở của lập luận nói trên chính là sự tương đồng về hình dạng của rắn biển từng được quan sát trong quá khứ với hóa thạch của một số động vật biển cổ đại. Rắn biển trong các mô tả của giới nghiên cứu sinh vật huyền bí hiện nay thường có hai dạng chính. Dạng thứ nhất có thể gọi là dạng truyền thống, là những sinh vật thuôn dài với một phần thân thể tạo thành những gò dạng sóng hiện đại phía trên mặt nước. Dạng thứ hai là những sinh vật có cổ dài, được người ta tin là những con thằn lằn cổ rắn còn sống ở thời hiện đại. Ngoài ra còn một số dạng khác nữa nhưng không đáng kể. Và do đó không chỉ có một nhóm sinh vật duy nhất được quy là chân tướng thật sự của rắn biển, mà có nhiều nhóm khác nhau, chẳng hạn như thương long như Mosasaurus, thằn lằn cổ rắn như Plesiosaurus và cá voi cổ đại như Basilosaurus. Thế nhưng, như đã đề cập trong video nói về khả năng tồn tại của các bóng ma thời tiền sử trong thời hiện đại, khả năng để một sinh vật thời tiền sử có thể tồn tại suốt hàng chục triệu năm cho đến ngày nay, sống cùng thời đại với con người mà không bị con người phát hiện là một điều rất khó xảy ra, nhất là đối với những sinh vật có kích thước khổng lồ để được xếp vào hàng quái vật thần thoại. Có quá nhiều rào cản về mặt sinh học cũng như sinh thái học mà chúng phải vượt qua để sống sót hàng chục triệu năm, duy trì giống loài cũng như ẩn giật trước con mắt ngày càng tinh tường của nhân loại. Chính vì thế, chúng ta gần như chỉ còn lại một cách lý giải duy nhất dành cho hình tượng rắn biển trong thần thoại, cũng như các quan sát được ghi chép lại. Chúng có thể là những sinh vật bình thường, vẫn đang tồn tại và bơi lội trong các đại dương, nhưng đã bị nhìn lầm vì những lý do cả khách quan lẫn chủ quan, hoặc do sự thiếu thống nhất trong các quan sát và mô tả, khiến cho chân tướng thật sự của chúng bị diễn giải sai lệch thành rắn biển. Ví dụ, khi những con cá heo bơi nối đuôi nhau và thường xuyên nổi lên để lấy không khí, có thể tạo ra hình ảnh của một sinh vật giống rắn khổng lồ di chuyển mà các chuyển động thẳng đứng. Những khối rong biển lớn nổi một nửa trên mặt nước cũng thường bị nhầm là một con vật khổng lồ. Cá mập phơi, giun biển, cá ruy băng hoặc cá mái chèo và sư tử biển cũng có thể bị nhìn nhầm là rắn biển. Một trường hợp khả dĩ khác là mực khổng lồ, người quan sát hoàn toàn có thể nhầm lẫn những xúc tu khổng lồ của chúng với rắn biển. Mặt khác, trên thực tế, chính những phát hiện liên quan đến bò sát biển cổ đại như thằn lằn cổ rắn cũng có thể ảnh hưởng đến những quan sát được cho là rắn biển trong thời cận đại và hiện đại. Vào năm 2019, thì tiến sĩ Charles Paston cùng tiến sĩ Darren Ness đã sử dụng phân tích thống kê để nhận diện các xu hướng trong các báo cáo liên quan đến quái vật biển từ năm 1801 cho đến năm 2015. Họ nhận thấy có sự chuyển biến dần dần trong các mô tả về rắn biển trong suốt hai thế kỷ sau các phát hiện về thằn lằn cổ rắn vào thế kỷ 19. Số lượng các báo cáo về những quái vật biển có hình dạng cổ dài như thằn lằn cổ rắn dần tăng lên, thay thế cho các hình dạng rắn biển truyền thống. Sau đó đạt đỉnh vào khoảng những năm 1930 cho đến năm 1934, gần như trùng lập với báo cáo về con vật Loch Ness nổi tiếng ở Scotland vào năm 1933. Từ đó, Paston và Ness cho rằng các phát hiện về thằn lằn cổ rắn cổ đại đã có ảnh hưởng thật sự đến những gì mà người ta tin là mình đã nhìn thấy ở dưới biển. Vậy nói tóm lại, rắn biển có tồn tại hay không? Cũng giống như quái vật Loch Ness, chúng ta có thể khẳng định rằng ít nhất một phần trong những quan sát được ghi nhận là thật. Sinh vật mà những nhân chứng nhìn thấy và quy cho là rắn biển cũng là thật, nhưng liệu chúng có phải rắn biển như chúng ta vẫn hình dung, dù ở bất kỳ dạng nào thì không chắc. Chúng có thể là một sinh vật chúng ta đã biết, hoặc có thể chưa biết bởi trong đại dương vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn. Nhưng mặt khác, chúng cũng không thể là những sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước như thương long hay thần lằn cổ rắn mà một số người vẫn nghĩ. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.